phòng tài chính kế toán ra đời ngay từ khi bệnh viện được thành lập vào ngày 24 tháng 6 năm 1957 và lớn mạnh cùng với sự phát triển của bệnh viện cho đến ngày hôm nay. Đi qua chặng đường 65 năm, phòng tài chính kế toán luôn giữ một vai trò then chốt, đảm nhận trách nhiệm trong mọi hoạt động tài chính của bệnh viện. Từ những ngày đầu, Bệnh viện Phổi Trung ương có tiền thân là Viện Chống Lao với nhiệm vụ chính là nghiên cứu, đào tạo. Công tác tài chính lúc đó còn sơ khai. Cho đến nay, bệnh viện có gần 1.000 giường bệnh với nhiều dịch vụ khám chữa bệnh và hoạt động xã hội hóa, liên doanh liên kết, đồng thời điều hành và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống lao và bệnh phổi trên toàn quốc, nên chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán được bổ sung cho phù hợp. Bệnh viện được Bộ Y tế giao quyền tự chủ về tài chính, nên công tác quản lý tài chính càng phải chặt chẽ, đúng quy định hiện hành. Phòng tài chính kế toán đã và đang tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán thu chi ngân sách theo đúng quy định của luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện, bảo đảm đúng chế độ, chi tiêu tài chính hiện hành, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Đáp ứng sự phát triển của bệnh viện, phòng tài chính kế toán cũng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Chất lượng được thể hiện ở việc áp dụng các phần mềm kế toán hiện đại, các báo cáo kế toán tài chính được phát hành đúng chuẩn mực, có cơ sở để lãnh đạo ra các quyết định quản lý. Số lượng nhân viên cũng nhiều hơn, đáp ứng được nhiều mảng công việc của bệnh viện như quản lý xã hội hóa, liên doanh liên kết, quản lý các dự án viện trợ, các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng với các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Về nhân sự, phòng tài chính kế toán hiện có 31 cán bộ viên chức và hợp đồng, trong đó cao học 3 người, đại học 23 người, cao đẳng 2 người và trung cấp 3 người, trong đó có 16 đảng viên. Cán bộ nhân viên phòng tài chính kế toán không ngừng nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt công việc bệnh viện giao. Định hướng phát triển. Nắm bắt kịp thời các thay đổi về văn bản pháp luật cũng như các chủ trương quyết định để có các báo cáo tham mưu có giá trị, đáp ứng với sự thay đổi chung của ngành cũng như thay đổi tại bệnh viện. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao độ chính xác, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, nâng cao sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh. Tăng cường phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trong bệnh viện để nắm được bản chất của vấn đề, từ đó có những ghi nhận chính xác về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời tăng cường đối soát để đảm bảo sự chính xác của số liệu tại các báo cáo tổng hợp. Quản lý hiệu quả dòng tiền, từ đó tăng hiệu quả hoạt động của bệnh viện, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức.